Cách làm hiệu ứng đồng hồ xoay trên PowerPoint. Đầu tiên mọi người vẽ hình tròn lên tranh trình chiếu. Sau đó chọn màu sắc thích hợp của hình tròn đó. Rồi vẽ thêm chi tiết để nó giống cái đồng hồ nhé. Sau khi vẽ xong lấy khung hình tam giác rồi vẽ lên mặt đồng hồ, mình sẽ gọi nó là Kim Phút. Giữ lệnh Ctrl để sao chép thêm đối tượng rồi kéo nó xuống bên dưới, nhóm hai đối tượng lại với nhau. Nhấp chuột phải của hai đối tượng đã nhóm rồi chọn Group để thành một hình thể với nhau. Nhấp chuột phải của đối tượng đã nhóm bên dưới rồi chọn Format Shape, rồi làm mờ hẳn đối tượng bên dưới nhé. Đổi màu Kim Phút cho nó thích hợp. Chọn Add Animation rồi chọn hiệu ứng Spin, hay còn hiểu là hiệu ứng xoay tròn. Vào Animation Pane, nhấp chuột phải hiệu ứng đó rồi chọn Effect Option, chọn Timing rồi chọn Repeat và chọn Until End of Slide để làm hiệu ứng xoay không ngừng. Rồi các bác chọn Duration tùy vào tốc độ Kim Phút của các bác nhé. Thế là đã được Kim Phút. Rồi mọi người làm điều tương tự ở Kim Giờ rồi chọn Duration chậm hơn so với Kim Phút nhé. Và đây là thành quả. Cũng đơn giản mà đúng không? Chúc các bác thành công nhé!